bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn. Toàn cầu cao võ, tập 36 Đường Tùng Đình hừ lạnh nói, người khác không biết, chứ cậu thế nào tớ còn không rõ sao. Giả ngu cái quái gì, cậu nhờ người nhà đi tìm hộ chứ gì. Phó Sương Đỉnh không phản đối, cũng không phủ nhận, thuận miệng nói, đó là khả năng của tớ, cậu quản được chắc cậu vừa nói như vậy đường tùng đình hừ một tiếng cũng không tiện nói gì nữa phó xương đỉnh có thể nhờ người nhà giúp tìm người quả thật đó là bản lĩnh của cậu ấy tài nguyên trong nhà cũng là tài nguyên phó xương đình không quan tâm đường tùng đình cười với phương bình nói các cậu lần này nắm chắc vị trí thứ nhất chứ không rõ triệu lỗi bên kia bọn tớ cũng không rõ lắm cậu không biết nhưng tớ biết a à. Phó xương đỉnh cười tủm tỉm nói: Nhiệm vụ cuối cùng triệu lỗi vừa gấp vừa nóng lòng muốn hoàn thành. Kết quả kẻ địch phá vòng vây chạy mất. Thấy sắc mặt bọn họ khó coi như vậy, cậu nên biết kết quả chứ? Phương Bình buồn cười nói: Tin tức của cậu thật là nhanh đó. Còn phải nói, một đội nhiều người như vậy, lấy đâu ra nhiều bí mật chứ? Nếu như bên đội của cậu phân thành nhóm nhỏ, tớ cũng sẽ nắm rõ thông tin như lòng bàn tay. Phó Sương Đỉnh cũng không để ý nói với Phương Bình, cậu ta biết tin tức của nhóm cậu. Trên thực tế, đội của Phương Bình cũng có người nghe ngóng tình hình. Đang nói chuyện, đội cuối cùng Dương Tiểu Mạng cũng dẫn đội tới. Phó Sương Đỉnh cười tủm tỉm chào hỏi, Dương Tiểu Mạng, nghe nói cậu theo đuổi tớ, bao nhiêu điểm rồi? Quỷ mới theo đuổi cậu. Dương Tiểu Mạng mắng một câu, không chán nản như Trần Vân Hy cũng không có cam chịu như triệu lỗi, lào bào nói, 138 điểm, còn cậu. 138 chật chật, số đẹp. Tớ 150 điểm, xem ra cậu cũng không tệ. Đắc ý vừa thôi. Dương Tiểu Mạng hừ một tiếng, đi đến trước mặt Trần Vân Hy, nhỏ tiếng an ủi mấy câu. Lần này phân đội, đội Trần Vân Hy kém nhất. Cho dù đội triệu lỗi có người chết nhưng ít nhất làm nhiệm vụ rất tốt, các đội viên cũng nghe lời đội trần vân hy lộn xộn như vậy việc này hầu như ai cũng biết lúc mọi người đang tám chuyện mấy vị đạo sư cũng đi vào hoàn cảnh cũng có ở đó vừa vào cửa hoàn cảnh liền lạnh lùng nói im lặng mọi người lập tức im lặng hoàn cảnh nhìn một vòng không nói những người khác mà nhằm vào triệu lỗi nói triệu lỗi bởi vì em làm bừa dẫn đến lục khôn cường hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ Lần này khấu trừ 30% trên tổng điểm khen thưởng, dùng để bồi thường cho người nhà của Lục Khung Cường, em có ý kiến gì không? Không ạ." À. Triệu Lỗi lắc đầu. Những đội viên khác, khấu trừ 10% khen thưởng dùng để bồi thường. Đội Triệu Lỗi có người không chịu, có người trầm mặt. Dựa theo điểm thưởng của bọn họ lần này, nhóm cũng không có khen thưởng đứng nhất, có lẽ sẽ được trên 350 điểm thưởng. 30% của triệu lỗi cộng thêm 10% của những người còn lại, ít nhất phải khấu trừ khoảng 60 điểm. Mặc dù có người cảm thấy lần này là trách nhiệm của đạo sư vì không cứu viện, nhưng lời này mọi người không dám nói, cũng không tiện nói. Đạo sư không nói nhất định sẽ cứu bọn họ, trước khi xuất phát đã nhắc rồi, các đạo sư cũng không phải vạn năng, nhiệm vụ có thể sẽ chết người. Hoàn cảnh cũng không quan tâm bọn họ hài lòng hay không, tiếp tục nói lần này tôi muốn cho các em có nhiều thu hoạch có nhiều cảm xúc có bạn học hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đây không phải là ví dụ võ giả chính là như vậy phải đấu tranh ranh giới giữa cái sống và cái chết có người có thể sẽ bất mãn đạo sư vì sao không cứu họ tôi không muốn giải thích điều gì nếu như các em luyện võ với suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng có người tới cứu mình vậy thì các em sai rồi không nhiều lời nữa lần này đội xếp thứ nhất là đội của phương bình tích lũy được 186 điểm. Nhà trưởng khen thưởng gấp đôi, cộng 186 điểm thưởng, khen thưởng hạng nhất, cộng thêm 112 điểm, tổng cộng 484 điểm thưởng. Xếp thứ hai là đội của Triệu Lỗi tích lũy được 179 điểm thưởng tổng cộng 358 điểm. Xếp thứ ba đội của Phó Xương Đỉnh tích lũy 150 điểm thưởng tổng cộng 300 điểm. Thứ tư đội Dương Tiểu Mạng tích lũy được 138 điểm thưởng tổng cộng 276 điểm. Thứ năm đội của Trần Vân Hy tổng cộng 100 điểm thưởng. Vừa công bố điểm thưởng của năm đội không ít người có chút xôn xao, khoảng cách quá lớn rồi. Đội Phương Bình xếp thứ nhất tổng cộng điểm gần 500 điểm thưởng. Mà đội của Trần Vân Hy xếp thứ năm chỉ có 100 điểm thưởng. Phương Bình bên này có không ít người vui vẻ hớn hở, vẻ mặt vui mừng. Cho dù lần này Phương Bình được nhiều điểm nhất nhưng bọn họ cũng không ít, có ít thì cũng sẽ không thảm như đội của Trần Vân Hy. Được rồi, cụ thể điểm thưởng của mỗi người chút nữa tự mình ra. Hoàn cảnh cắt ngang bàn luận của mọi người, lại nói, lần này có người biểu hiện không tồi, có người biểu hiện rất tệ, tôi cũng không muốn nói tên ra. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lớp đặt huấn phân nhóm lại. Mười người chuẩn bị chiến đấu. 39 người trong đội dự bị. Tôi nghĩ rất nhiều người có lẽ cũng đã đoán được mình được phân ở đội nào rồi. Nói đến đây thôi, các em tự mình tổng kết lại được và mất trong một tháng vừa qua. Nói xong, hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hoàn cảnh vừa đi, mọi người nhao nhao tìm đến đạo sư dẫn đội, tra mình được bao nhiêu cống hiến. Phương Bình tra thấy điểm cống hiến chiếm 30%, 145 điểm thưởng. Đường Tùng Đình 18%, Triệu Tuyết Mai 16%, Triệu Thanh 12%. Sáu người còn lại, tổng cộng phân chia 24%, bình quân mỗi người chỉ có khoảng 4%, cho dù như vậy, cũng không người nào cảm thấy không thỏa đáng. Cho dù 4% cũng có gần 20 điểm thưởng rồi. Ngoài trừ điểm thưởng, bọn họ còn có thu hoạch khác, các loại khí huyết đan, tiền mặt, thối cốt đan đều có, còn bao gồm một vài binh khí hợp kim hơn nữa mọi người cũng không bị thương, thu hoạch không nhỏ cộng thêm lúc bắt đầu trường học cho một vài thứ đồ giá trị 30 điểm thưởng, thu hoạch kém nhất tính toán một chút cũng gần 60 điểm thưởng. Như đội khác, cho dù là đội của triệu lỗi thu hoạch cũng không phải quá lớn. Khấu trừ 10% thì không nói gần như mọi người ai nấy đều bị thương, hồi phục vết thưởng cũng phải chi ra một khoản không nhỏ. Phương Bình không nói nhiều với người khác, rất nhanh rời khỏi đó, đi nhận khen thưởng của mình. Đợi lấy được điểm thưởng trong tay Phương Bình đạt đến 161 điểm. Dựa theo điểm thưởng ban đầu, cậu có lẽ đã đột phá 200 điểm, có điều trước đó Phương Bình dùng 40 điểm thưởng để đổi lấy một thanh đao hợp kim. Điểm thưởng kiếm được không phải nhiều nhất. Phương Bình lúc này thuốc cũng cực kỳ nhiều. 50 viên khí huyết đang phổ thông, 5 viên thối cốt đang cấp 1, 8 viên khí huyết đang cấp 1, một chai nước trị liệu, hai viên khí huyết đang cấp 2. Ngoài ra có một thanh đao hợp kim cấp E, một đôi giày chiến hợp kim, hai con dao găm hợp kim, cùng với một cái tay gấu cấp D về tiền mặt, lúc chia ra Phương Bình cũng không nhận, vẫn là 6 triệu. Chỉ riêng lần nhận thưởng này, điểm tài phú của Phương Bình tăng lên 2,9 triệu. Phân chia thuốc và vũ khí cũng giúp điểm tài phú của Phương Bình tăng lên gần 4 triệu. Một tháng này Phương Bình điểm tài phú thu hoạch trên 7 triệu. Đương nhiên, tiêu hao cũng rất kinh người. Tài phú, 12 triệu 080 nghìn khí huyết, 300 calo, 308 calo, tinh thần, 257 hét, 269 hét, tôi cốt, 55 đốt, 90%, một đốt, 45%, 150 đốt, 30%. Trước đó, khi chưa làm nhiệm vụ, điểm tài phú Phương Bình đã cao đến chục triệu, tháng này kiếm được 7 triệu, tổng cộng hơn 17 triệu. Một tháng phương bình cũng tiêu hết khoảng 5 triệu điểm tài phú. Ngoại trừ tiêu hao tôi cốt, còn lại đều là tiêu hao trong quá trình chiến đấu. Cần phải lên kế hoạch sử dụng một chút rồi. Nhìn vào số liệu, phương bình quyết định lần này có lẽ nên cố gắng sử dụng số điểm khen thưởng này thật tốt, tăng cường thực lực của bản thân. Thời gian này, mọi người đều sẽ có một thời gian dài gia tăng thực lực, thực lực bản thân tiếp tục tăng cao cũng không có gì lạ điểm tài phú để đó cũng không làm gì, chuyển đổi thành thực lực của mình mới là điều quan trọng. Nghĩ như thế, Phương Bình chuẩn bị đi đến phòng hậu cần một chuyến. Phòng hậu cần. Phương Bình cũng không vội vã, nhận xong điểm thưởng thì đi đến nơi đổi điểm. Nơi đổi điểm thưởng trước sau vẫn vậy, vẫn là thầy Lý phụ trách. Lúc này, nhìn thấy Phương Bình, thầy Lý lập tức cười nói, khách hàng lớn đến rồi, lần này thu hoạch rất tốt chứ hả? trong đám tân sinh viên, Phương Bình quả thật là khách hàng lớn. Lúc trước đã mạnh tay chi 200 điểm thưởng, bây giờ cũng không thiếu điểm thưởng. Có thể thấy, chưa kết thúc học kỳ, một tân sinh viên như Phương Bình đã tích lũy được hơn 400 điểm thưởng. Dựa theo tỷ lệ quy đổi từ tiền mặt, cũng có nghĩa Phương Bình đã kiếm được hơn 12 triệu trở lên. Chuyện này đối với một võ giả cấp 1 mà nói, đã hơi vượt sức tưởng tượng. Đây cũng là mị lực của võ đại đồng thời càng là mị lực của ma võ nếu như không phải ma võ phương bình căn bản không có cơ hội kiếm được nhiều như vậy ở các trường khác cho dù làm nhiệm vụ giống nhau cũng không thể lấy được nhiều điểm thưởng như vậy phương bình cũng nhoẻn miệng cười nói thầy lý em thường đến như vậy chẳng lẽ nhà trường lại không có khuyến mãi ưu đãi gì sao em nghĩ đây là tạp hóa chắc thầy lý cũng nở nụ cười đánh giá phương bình trong chốc lát khẽ gật đầu nói, tiến bộ nhanh chóng, không tệ, lần này muốn đổi cái gì đây? Thầy ơi, em muốn có một loại binh khí phù hợp với em một chút. Phương Bình suy nghĩ một chút, mi thêm, khi huyết em rất cao, sau này sẽ ngày càng cao, ít nhất là cao hơn các bạn cung cấp rất nhiều, thầy xem có món nào tốt để đề cử không? Tuy rằng không biết đạo sư trước mặt cấp mấy, nhưng đối phương có thể phụ trách nơi đổi điểm này, thực lực sẽ không yếu thầy lý cười nói sao không hỏi đạo sư của em mà cũng đúng cách lữ phượng nhu chỉ điểm học sinh chính là uống thuốc uống thuốc và uống thuốc cô ta cũng sẽ chẳng đưa ra kiến nghị gì hay khụ 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 phương bình vội ho một tiếng cảm thấy dở khóc dở cười nhưng mà nói thế nào nhỉ đó cũng là lời nói thật thái độ dạy học của lữ phượng nhu chính là như vậy kiếm nhiều điểm thưởng vào đổi thuốc uống thuốc nhiều vào tu vi tăng lên rồi lại tính tới mấy cái khác. Cũng không thể nói là sai, thực ra, võ giả dưới cấp 3 tu luyện tu vi mới là quan trọng nhất. Thầy Lý trêu ghẹo một câu, suy nghĩ một chút, hỏi, em có sở trường gì về binh khí chiến pháp đặc thù gì không? Không có. Phương Bình lắc đầu. Đúng là cậu đã học qua không ít loại binh khí, nhưng tất cả đều là cách sử dụng căn bản, vẫn chưa học được bất kỳ chiến pháp đặc biệt nào. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, em muốn có một loại vũ khí mạnh mẽ một chút, cũng dễ mang theo bên người nữa. Binh khí còn tùy vào cách sử dụng, bất cứ loại binh khí nào cũng có điểm mạnh của nó. Thầy Lý cười cười, hơi trầm ngâm một lát lại nói, thực ra, đối với sinh viên mới, đao vẫn là vũ khí tiện dụng nhất. 18 loại binh khí, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xoa. Một, đao đứng đầu tiên, cũng không chỉ đơn giản là do đọc lên thuận miệng. Đương nhiên, tôi biết ý em là gì, em ngại đau không đủ mạnh mẽ. Cái này một phần có liên quan đến chuyện em chưa tu luyện đao pháp, một phần là do đao cũng không giống nhau. Nói xong, thầy Lý ngừng một chút, lại nói, trong số các loại đao, có hai loại thực ra khá là thích hợp với em, một loại là trảm mã đao của triều đại nhà Hán, đao có thể chém chết ngựa, em nên biết, trên chiến trường, lực tấn công của kỵ binh rất mạnh. Một đao trảm ngựa, em có thể tưởng tượng uy lực của trảm mã đao là như thế nào? Một loại khác là hoàng thủ đao. Hoàng thủ đao có nguồn gốc ra đời sớm hơn, từ thời thương chu, bây giờ mọi người thường gọi là hoành đao từ thời nhà đường, thực ra loại đao này là phiên bản cải tiến từ hoàng thủ đao mà ra. Hay là dùng đao nhỉ? Phương Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải không được, Khoảng thời gian này dùng đao thực ra cũng rất thuận tay. Thầy ơi, thầy có hàng mẫu cho em nhìn không? Có. Thầy Lý cười cười, sắp xếp cho người đi vào nhà kho lấy đao. Rất nhanh, nhân viên đã đem ra vài thanh đao. Thầy Lý chỉ vào một trong số đó, nói, đây chính là trảm mã đao, nhưng không giống thiết kế cổ xưa, đao kiếm hiện đại thực ra đều đã trải qua cải tiến, càng hợp với mục đích sử dụng của chúng ta hơn. Thanh trảm mã đao này, lưỡi đao dài 1m, chui dài 40cm, tổng chiều dài là 1,4m, chiều rộng của lưỡi đao là 8cm. Phương Bình liếc mắt nhìn, lại nhìn những thanh đao khác, không nhịn được nói, cảm giác không khác nhau mấy. Thầy Lý cười nói, bình thường thôi, bất kể là đao thời Hán, thời Đường hay là từ những thời đại khác thì đều được thiết kế với mục tiêu duy nhất là để sử dụng sao cho thuận tay. Cho nên những thanh đao nổi danh đều không khác nhau mấy. Hơn nữa, thanh đao này có hơi dài một chút, 1,4 mét, không tiện mang theo chớ gì. Phương Bình gãi đầu, thầy Lý thấy vậy cười nói, em muốn vừa mạnh mẽ, vừa tiện mang theo bên người. Đao cũng không phải dễ mang theo. Nhưng không sao, thầy còn một loại binh khí khác thích hợp với em hơn. Lần này, thầy Lý tự mình đi vào nhà kho phía sau, rất nhanh, ông bước ra, trên tay cầm theo một món vũ khí phương bình vừa nhìn lập tức sửng sốt một lát sau mới nói thanh long yển nguyệt đao của quan nhị gia không có kiến thức thầy lý khinh bỉ một câu tức giận nói đây là phượng chủy đao đừng có thấy đao cán dài thì tự cho là đao của quan nhị gia huống hồ đó là tam quốc diễn nghĩa không thể coi là thật yển nguyệt đao xuất hiện từ triều đại nhà tống phượng chủy đao cũng có tiếng từ thời tống nhà tống đánh trận đúng là không được nhưng chế tạo binh khí vẫn có nét độc đáo thanh phượng chủy đao này có một chỗ tốt, đó là có thể tháo dở. Bình thường, có thể tháo lưỡi đao ra, chui đao có thể dùng như côn bổng. Chui đao dài 1,2m lưỡi đao dài 60cm, mà chui đao cũng có thể tách ra làm hai đoạn, tổng cộng có thể tách ra làm 3 phần, muốn dài có dài, muốn ngắn có ngắn. Em cũng có thể dùng một đoạn chui đao gắn với lưỡi đao, sử dụng như một thanh đao bình thường, tổng chiều dài sẽ là 1,2 m hoặc cũng có thể dùng làm trường đao, tổng chiều dài là 1,8 mét. Hoặc dùng như côn bổng cũng được. Yên tâm, các khớp nối rất chắc chắn, không phải vừa dùng sức nhẹ là bị tách ra đâu. Nếu như em muốn, tôi sẽ làm cho em thêm một đoạn chui đao nữa, tổng chiều dài đạt đến 2,4 mét đều được, ba đoạn chui đao không thôi cũng có thể dùng như trường côn 1,8 mét. Cũng có thể gắn thêm đầu thương cũng được luôn. Thầy Lý tươi cười, hiếp mắt nói cái này tuyệt đối tốt nha, em muốn dùng vũ khí gì cũng được. Đương nhiên, thanh đao này được chế tạo từ hợp kim cấp dê tinh chất, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào. Nếu không làm thêm một đoạn chui đao, thì trọng lượng hiện tại là 16 kg. 32 cân 2. Phương Bình chề môi, hợp kim cấp dê cần 20 điểm thưởng, kg, nói cách khác. Thanh phượng chủy đao này cần những 320 điểm thưởng. Đây là chưa tính phí chế tạo, Quả nhiên, thầy Lý lại cười hít mắt nói, 32 cân đối với võ giả cũng đâu có nặng, khí huyết em cao như vậy, sử dụng sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, được làm bằng hợp kim cấp dê, em cứ tưởng tượng đi, em cầm trường đao, bổ một đao, lại một đao, trực tiếp chém vũ khí của người khác thành mấy chục đoạn. Tiện thể, ngay cả người cũng có thể bị chém thành mấy mảnh thịt vụn, tiện lợi biết bao. Một chút cũng không mắc đâu, thầy làm chủ cho em, không thu phí chế tạo, chỉ cần 320 điểm thưởng là được. Khụ khụ khụ. Phương Bình cười khang một tiếng, vội vàng lắc đầu. Đồ à, hơn 300 điểm thưởng, nếu đổi thành giá thị trường, chẳng phải là hơn 10 triệu rồi sao? Một võ giả cấp một như mình cần xài phung phí xa xỉ như thế sao? Nhưng mà Phương Bình cảm thấy thanh đao này thực sự rất tốt, bình thường có thể tách làm ba đoạn, cầm theo vũ khí dài chừng 60cm theo bên người cũng không quá khó. Có thể dùng như côn bổng. Côn bổng có thể dùng cho những nhiệm vụ bắt giữ võ giả, tránh việc bất cẩn chém đối phương thành mấy đoạn. Cũng có thể dùng như trường đao, 32 cân, cộng thêm lực khí huyết bạo phát của cậu, một đao chém xuống, thì ngay cả trường kiếm của Diêu Kim Thành kia chắc cũng bị chém đứt. Quan trọng là, quá nhiều tiền đừng nói tới chuyện cậu không có nhiều điểm thưởng như vậy, cho dù có, Phương Bình cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Thầy Lý thở dài nói, em xem em kìa, muốn mà không nỡ mua, vậy hỏi cũng như không. Vũ khí tốt đều không rẻ đâu. Em lại muốn mạnh mẽ một chút, mạnh mẽ cũng có nghĩa là trọng lượng không nhẹ. Thanh đao này ít ra còn nhẹ, có 32 cân, có những thanh nặng trên trăm cân cũng có. Hợp kim cấp ép tuy rằng cũng có thể chế tạo, nhưng bây giờ võ giả dưới cấp 3 đều dùng vũ khí hợp kim cấp F, em cũng chẳng có ưu thế gì, làm sao mà sắc bén như hợp kim cấp D được. Em thử nghĩ đi, một đao chém đứt binh khí của người khác, có thể tiện thể chém chết đối phương, hay là cầm một thanh đao chém cả nửa ngày, chém mệt gần chết mà chỉ có mấy vết đao hàng lên, cái nào tốt hơn. Phương Bình cười khổ nói, hợp kim cấp D sao mà chém đứt được hợp kim cấp F. Chỉ cần em có ưu thế về khí huyết, kết hợp thêm chiến pháp dành cho binh khí, một đao chém đứt không phải chuyện đùa đâu. Quá đắt rồi. Bữa nay tôi thấy em rất thuận mắt, tôi làm chủ, 300 điểm thưởng thôi, còn lại tôi ù cho em. Thầy Lý nói chuyện rất thản nhiên, học sinh thiên tài như em nên dùng binh khí như thế này, không đủ điểm thưởng cũng không sao, có thể dùng bất cứ thứ gì khác để đặt cọc, tôi làm chủ cho em, nhà trường cũng sẽ đồng ý. Phương Bình nghi ngờ nhìn ông ấy một hồi lát sau mới nói thầy ơi em là cháu nội thất lạc nhiều năm của thầy hả khụ khụ nói nhảm cái gì đó thầy lý cũng cạn lời vậy là thầy đang lừa em hả ra chỗ khác chơi đi tôi cần gì phải lừa em em có đổi hay không không đổi thì thôi phương bình suy nghĩ một chút lấy ra một thanh đại đao hai con dao găm bằng hợp kim cấp ép tay gấu bằng hợp kim cấp dê ra thầy ơi, thanh đao này mấy ngày trước em mới dùng 40 điểm thưởng để đổi, cái tay gấu này cũng dùng 10 điểm thưởng, hai con dao găm này nữa, ít nhất cũng phải 40 điểm thưởng. Tổng cộng là 90 điểm, em thêm cho thầy 60 điểm nữa, thầy coi. Biến. Thầy Lý bộc phát khí huyết khắp người, ép Phương Bình vội vã lùi về sau. Ông ấy hiện rất bực mình, tổ cha nó, thằng ranh này từ đâu chui ra không biết. Binh khí hơn 300 điểm, mà nó ra giá có 60 điểm. Nó nghĩ chỗ mình là cái chợ bán rau chắc. Phương Bình vừa lùi về sau, vừa kêu oan nói, thầy ơi, em thật sự không có nhiều điểm thưởng như vậy, 60 điểm đó là do em tiết kiệm ăn uống mà còn đó thầy. Không được thì 61 nha. Em có cút khuất mắt tôi hay không? Thầy Lý giận dữ. Hai người náo loạn không nhỏ, khiến không ít người liếc mắt nhìn sang. Phương Bình cười làm lành nói, thầy ơi, đừng nóng mà, hay là vậy đi, em thêm 20 điểm nữa, 81 điểm, hơn nữa, đồ vật em đưa ra cũng đáng giá 90 điểm rồi, 171 điểm lận đó thầy. Thầy nghĩ xem, ngoại trừ em, còn có mấy ai sẽ muốn đổi thanh đao này chứ? Võ giả cấp 1, cấp 2 sao mà có khả năng đổi, võ giả cấp 3 lại muốn nhanh chóng lên cấp 4, cũng không cần cái này. Nếu như em đoán không sai, Thanh đao này hẳn phải phủ bụi trong kho của thầy lâu lắm rồi. Trường học cũng sắp tham gia thi đấu giao lưu rồi, em mà không có vũ khí thuận tay để dùng, vậy đấu giao lưu phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, em cũng đâu phải loại người keo kiệt. Thầy Lý Lường cậu một cái, lúc này mới thu lại khí thế, hừ nói, những vũ khí này của em, lúc thu về làm gì được giá cao như vậy, hàng xài rồi, tính gộp lại cho em 50 điểm là đã tốt lắm rồi. Em thêm 200 điểm vào, tôi chịu thiệt thòi một chút, sẽ bù số còn lại cho em. Phương Bình quay đầu bước đi, mua không nổi thì nghỉ, không mua nữa, 180 điểm. Ơ ờ hơ, em còn dám cò kè với tôi. 160 điểm, không mua thì thôi, bỏ lỡ cơ hội này thì em cũng chẳng còn cơ hội khác nữa đâu. Em cứ thử đi ra ngoài hỏi đi, vũ khí hợp kim cấp dê em mua ở mấy tiệm binh khí? có cái nào không 300 ngàn một kg trở lên, đó là chưa tính phí chế tạo. Phương Bình dừng chân một chút, suy nghĩ chốc lát, quay đầu lại nói, thầy ơi, không lấy điểm thưởng, thầy lấy 4,5 triệu tiền mặt được không? Hả? Thầy Lý hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn cậu, thằng ranh này dùng tiền mặt mua, chứ không dùng điểm thưởng à? 4,5 triệu tiền mặt cũng đổi được 150 điểm rồi. Nhưng có nhiều học sinh, có điểm thưởng chứ không có tiền, vẫn không muốn đổi điểm thành tiền, bởi vì mua đồ bằng điểm thưởng thì lời hơn. Nhưng không phải Phương Bình đang thiếu tiền sao? Lần trước đã mua được không ít thuốc đem bán mà. Mặc dù vẫn còn ngờ vực, thầy Lý suy nghĩ một chút, sau đó vẫn nói, em thật sự muốn như vậy thì được thôi. Dùng tiền mua thì hơi tốn kém, tuy Phương Bình dùng kế vặt, dựa vào cái giá 300.000 một kg kia để ra giá lại với mình, nhưng 4,5 triệu cũng đủ giá vốn rồi huống chi phương bình còn đưa hết những vũ khí trong tay cậu đặt về rồi tính ra nơi đổi điểm cũng không bị lỗ còn có thể kiếm một chút lời phương bình hơi đau lòng nhưng cậu cảm giác mình không chịu thiệt tuy rằng tốn kém không ít nhưng nếu ra ngoài mua vũ khí hợp kim cấp dê đúng là rất đắt cùng lắm sau này không dùng nữa thì lại bán đi mấy thứ này chỉ cần không bị hư hỏng hoàn toàn dù là hàng xài rồi thì giá cả cũng không thấp hơn nữa, Phương Bình cũng biết thêm một chuyện, chỗ đổi điểm cũng có thể trả giá, lần sau nhất định phải chú ý, tốn 4,5 triệu và tất cả các vũ khí đang có trên người, trừ đôi giày chiến, Phương Bình đổi được thanh Phượng Chủy đao. Vuốt ve nhẹ thanh đao, Phương Bình lẩm bẩm, vũ khí giá trị cả chục triệu. Mình ngày càng xa xỉ rồi. Lần trước dùng 40 điểm đổi lấy đôi giày, cậu đã cảm thấy mình rất xa xỉ không có biên giới rồi bây giờ tốn thêm gần chục triệu đương nhiên trên thực tế cũng không nhiều như vậy nhưng phương bình tự động gắn mắt chục triệu vào món đồ này mà ra ngoài mua thì giá trị cũng gần nhiêu đó thấy cậu đang than thở thầy lý cũng than thở lần này thiệt thòi lớn rồi cũng may là xem trọng em còn có thể kiếm thêm điểm thưởng nếu không muốn dùng cái giá này để đổi phượng chủy đao nằm mơ phương bình không để ý ông ấy quả là gian thương thở dài một hơi, Phương Bình ngẩng đầu lên nói, thầy ơi, đổi cho em 50 viên khí huyết đang phổ thông đi. Thầy Lý xém chút sạch chết, thằng nhóc này có bị bệnh không? 50 viên khí huyết đang là 150 điểm thưởng, ngang ngửa với giá 4,5 triệu. Nếu bây giờ Phương Bình lấy thuốc đem bán, cùng lắm cũng chỉ được giá đó. Đây chẳng phải là làm điều thừa sao? Tiểu tử thối, em. Thầy ơi, em dùng để tu luyện cũng không cần nhiều như vậy. Em dùng một viên, quăng một viên, có tiền, tùy hứng. Phương Bình biểu môi. Cái thằng nhóc này. Thầy Lý hoàn toàn không còn lời nào để nói, nhưng vẫn đổi cho Phương Bình 50 viên khí huyết đang phổ thông. Đợi đổi được thuốc rồi, nhìn 11 điểm thưởng còn lại, lại nhìn tin nhắn thông báo mới gửi đến điện thoại di động, tài khoản ghi có, 1,5 triệu, Phương Bình thở dài một hơi tiêu tiền quá nhanh rồi. Cũng may, đổi được thuốc, hệ thống lại cho thêm 500.000 điểm tài phú, nếu bây giờ đem bán 100 viên khí huyết đan phổ thông và vài viên thuốc khác, có thể sẽ có thêm chừng 1 triệu điểm tài phú trở lên. Tính như thế, cũng không thiệt thòi, ít ra điểm tài phú cũng tăng lên rất nhiều. Lần sau đến chỗ đổi điểm, tốt nhất thanh toán bằng tiền mặt, còn điểm thưởng kiếm được thì để đổi thuốc. Lại vuốt nhẹ thanh phượng chủy đao trong tay, Phương Bình không trực tiếp cầm đao ra ngoài, mà tách đao ra làm ba đoạn. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu nói, thầy ơi, em bỏ ra nhiều tiền như vậy, thầy không cho em thêm cái hộp để đựng sao thầy. Thằng quỷ, bản lĩnh tính toán cũng không yếu hen. Thầy Lý không nói gì, nhưng vẫn cho người đưa Phương Bình một cái hộp dài bằng gỗ. Phương Bình đặt ba đoạn của phượng chủy đao vào trong hộp, nhìn lại toàn thân không còn dư giả gì, lại thở dài, bước chân nặng nề rời đi. cậu vừa rời đi, thầy Lý đã buồn cười nói, lần sau lại đề cử cho thằng nhóc này mấy món hàng tồn kho vậy. Tân sinh viên có tiền như Phương Bình không nhiều. Cho dù là những người như Phó Sương Đỉnh, trong nhà có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là Phó Sương Đỉnh có thể tùy tiện sử dụng mấy triệu hay chục triệu để mua một món vũ khí. Nhưng tốc độ tôi cốt đúng là nhanh thật, sắp đến đỉnh cấp một rồi thằng nhóc này mà không chết thì sau này nó chính là khách quen của mình rồi. Thầy Lý lại nở nụ cười, không biết là vì buôn bán được nên hài lòng, hay cảm thấy hàng tồn kho sau này sẽ có khách hàng tiềm năng nên vui vẻ. Trở lại ký túc xá. Phương Bình đi thẳng đến phòng của Phó Sương Đỉnh. Phó Sương Đỉnh vừa mở cửa, Phương Bình lập tức nói, bán thuốc, 100 viên khí huyết đang phổ thông, 8 viên khí huyết đang cấp 1, 5 viên thối cốt đang cấp 1 đậu xanh rau muống. Phó xương đỉnh bối rối một hồi, sau đó khó tin hỏi, cậu điên rồi sao? Lại bán. Còn nữa, lần này cậu kiếm được bao nhiêu? Lần trước Phương Bình mới kiếm được gần 10 triệu tiền bán thuốc. Bây giờ lại nữa rồi. Rốt cuộc thì Phương Bình đã kiếm được bao nhiêu trong nhiệm vụ lần này? Phương Bình khoát tay nói, bớt nói nhảm đi, nhà cậu có mua hay không? Nếu không mua, vậy tớ đi tìm bọn Dương Tiểu Mạng đây. Những gia đình khác có bối cảnh không tệ, cha triệu lỗi cũng là võ giả cấp 5, Phương Bình cũng không hỏi về gia thế của Dương Tiểu Mạng, nhưng ít nhất cũng có trưởng bối cấp 4 cấp 5 gì đó. Gia tộc càng lớn, càng cần nhiều thuốc cấp phổ thông. Giống như Phương Bình, nếu như cậu không dùng điểm tài phú, một tháng tu luyện bình thường cũng cần ít nhất 10 viên khí huyết đang phổ thông. Nghe 100 viên thấy nhiều quá nhưng thực ra cũng chỉ gần bằng chi phí tu luyện cả năm của võ giả đang tiến đến đỉnh cấp một như Phó Xương Đỉnh. Mua Phó Xương Đỉnh không còn lời nào để nói, nhưng vẫn để cho Phương Bình vào cửa, suy nghĩ chốc lát, cậu ta lại nói, những viên thuốc này, giá thị trường là 14,9 triệu, đúng chứ? Ừm. Giảm 12%, 13 triệu, cũng không thấp. Phương Bình kinh ngạc nói, thằng này, cậu nghĩ tớ không biết tính sao giảm 12% cũng là 13 triệu 112 ngàn, cậu trực tiếp nuốt luôn một viên khí huyết đang à. Tớ, cậu, phó xương đỉnh xém chút thổ huyết, cuộc mua bán lớn như vậy, bỏ số lẻ đi chẳng phải rất bình thường sao. Liếc nhìn phương bình một cái, phó xương đỉnh tức giận nói, thuốc để lâu quá sẽ mất bớt dược lực, lần trước mua một lô còn chưa dùng hết đây nè. Hơn nữa, chúng ta giao dịch ngầm, cậu cũng có phải đóng thuế giao dịch đâu, bớt chút số lẻ không được sao? Thôi được, vậy thì 13 triệu, buổi tối cậu phải mời tớ ăn cơm. Cậu mời tớ mới đúng chứ? Phó Xương Đỉnh thực sự không phục, cái thằng này, bán thuốc cho cậu hai lần, cũng gần 22 triệu rồi. Bây giờ còn bắt cậu đãi một bữa. Nhưng dù sao cũng giảm 12%, dù sao cũng rẻ hơn tự mua bên ngoài một chút, mời cơm thì mời cơm. Suy nghĩ một chút, Phó Xương Đỉnh nói, Phương Bình à, có những lúc có vài thứ không thể dùng tiền mua được, tớ thấy cậu hiện tại. Phương Bình bán nhiều thuốc như vậy, không cần phải nói, chắc chắn điểm thưởng không còn. Đây chỉ mới là cấp 1, lúc này có cơ hội, cho nên Phương Bình mới tích lũy được nhiều điểm thưởng như vậy. Sau này có thể sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa rồi. Phương Bình tiêu xài như thế, tiền bán thuốc cũng không biết dùng làm gì, Phương Bình lại không có gia thế chống đỡ, tiếp tục như vậy sau này đến cấp 2, tu luyện lại càng hao tốn, lấy đâu ra tài nguyên mà dùng nữa. Không sao đâu, tớ tự có tính toán. Phương Bình không nhiều lời, lấy thuốc giao cho Phó Sương Đỉnh. Phó Sương Đỉnh cũng kiểm tra lại một lần, lúc này mới gọi điện thoại cho bố cậu. Bố cậu cũng không nói là không tốt, những thứ này đều là thuốc dự phòng. Nếu Phương Bình bán 100 viên hộ phủ đan, vậy cũng sẽ không có mấy người dám mua. Nhưng khí huyết đan và thối cốt đan thì võ giả dưới cấp 3 đều cần, không sợ không có người mua. Cũng không phải lần đầu hai người thực hiện giao dịch, rất nhanh, tin nhắn báo số dư tài khoản đã đến rồi. Số dư tài khoản, 14,5 triệu. Mà điểm tài phú cũng xuất hiện tăng trưởng nhẹ. Hệ thống định giá đang dược với giá 70% so với giá thị trường, trên lệch giá cũng không lớn. Hiện tại, Phương Bình bán ra với giá 88% so với giá thị trường, nghĩa là cậu kiếm lời được thêm 18%. Đương nhiên, cũng không tuyệt đối sẽ được nhiêu đó, có lúc hệ thống cũng sẽ tính cao tính thấp, Phương Bình lần này lại tăng thêm 2,6 triệu điểm tài phú, thêm vào mới vừa bán thuốc, tăng thêm 500 ngàn. Lần này, điểm tài phú của Phương Bình tăng lên 3,1 triệu. Tổng điểm tài phú của Phương Bình lúc này đạt mốc 15 triệu 180 ngàn. Mới rồi còn thất hồn lạc phách vì dùng quá nhiều tiền mua đao, chớp mắt đã không còn tâm hơi. Phương bình tính toán một hồi, thấy bây giờ cậu có thể tự xưng là đại gia nhà giàu rồi. Tiền mặt có gần 15 triệu, còn có một công ty trị giá chục triệu, vũ khí chục triệu, trên tay còn có hai viên khí huyết đang cấp 2. Xét toàn bộ ma võ, số người hiện có được tài sản thế này, ít nhất đều là võ giả cấp 3, cấp 4 chứ. Trở lại phòng mình, phương bình gọi điện thoại về nhà người nhận điện thoại là lý ngọc anh phương bình còn chưa nói được mấy câu với mẹ điện thoại đã bị phương viên giật lấy rồi hôm nay là cuối tuần phương viên nghĩ cầm được điện thoại phương viên vui vẻ ra mặt nói phương bình ở trường học anh có thiếu tiền xài không hay là em gửi cho anh sinh hoạt phí nhé cái gì phương bình sửng sốt một chút sau đó tức giận nói em lại bán đồ gì của anh hả Ơ, ờ, ai bán cái gì của anh đâu? Phương Viên lập tức phủ nhận, cười hì hì nói, "Do em tự kiếm tiền nha, còn nữa, em bây giờ làm cô giáo rồi." "Hả? Em dạy người khác học thung công đó, mỗi ngày tan học dạy một tiếng, thu phí mỗi người 10 đồng, bây giờ em đang dạy mười mấy người lận, một ngày được hơn 100 đồng đó nha." Lần này Phương Bình không mắng cô bé nữa, chỉ cảm thấy hết nói nổi, 10 đồng một tiếng tầm mắt em chỉ có nhiêu đó thôi hả? Thung công của phương viên có thể chẳng ra sao cả, nhưng cái gì thuộc về võ giả thì đều chỉ có một chữ, quý. Thung công của phương viên tốt xấu gì cũng là do phương bình chỉ dạy, thung công của phương bình đã đạt đến cảnh giới thực trạm, hiện tại cũng có hy vọng tiến vào cảnh giới lăng không. Mà thung công của cậu lại do vương kim dương chỉ điểm. Vương kim dương chắc chắn mạnh hơn phương bình. Tính ra, thung công của phương viên được truyền thừa từ nguồn gốc khá tốt, ít nhất mạnh hơn anh em nhà họ đàm, thung công của anh em nhà họ đàm được truyền thừa từ đàm chấn bình. Tuy rằng phương viên có hơi thích làm loạn, nhưng thu phí 10 đồng một giờ cũng không tính là gì. Nói một câu, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, thung công có thể dạy, nhưng dạy người ta căn bản là được, đừng có chỉ dạy tầm bậy mấy cái khác, người khác khí huyết không đủ, nếu như muốn tu luyện sâu hơn, ngược lại sẽ bị thương hiểu ý anh nói không xem thung công như một hình thức đứng tấn để dạy cho người khác thì chính là nâng cao sức khỏe nhưng nếu muốn chuyên tâm học tập thung công đó chính là tiêu hao khí huyết và tiền bạc của con nhà giàu mấy đứa bạn học của phương viên căn bản sẽ không thể chịu nổi dễ dàng tự tổn hại thân thể dạ biết mà em cũng đã nói với các cậu ấy rồi các cậu ấy cũng biết chứ bộ nhưng vẫn muốn học đó thôi phương bình à có cần em gửi tiền cho anh không? Thôi khỏi đi, em tự giữ lấy, gần đây anh cũng kiếm được không ít. Anh cũng kiếm tiền rồi. Ừm. Kiếm được bao nhiêu? Cũng được chục triệu. Ha ha. Ha ha cái rắm, thích tin thì tin, đưa điện thoại cho mẹ. Rất nhanh, điện thoại lại về tay Lý Ngọc Anh, Phương Bình còn có thể nghe Phương Viên đứng cạnh nói, mẹ Phương Bình lại khoác lát nữa rồi, ảnh nói ảnh kiếm được chục triệu, con có lòng tốt muốn gửi tiền sinh hoạt cho ảnh, vậy mà ảnh còn sĩ diện hảo, không thèm nhận. Phương Bình cũng mặc kệ con bé, cười nói, mẹ, con gửi về cho nhà 500 ngàn, ở nhà cần xài tiền thì cứ xài, đừng tiết kiệm. 500 ngàn. Bình Bình à. Mẹ, 500 ngàn mà thôi, không coi là nhiều, ở võ đại, thành tích của con rất tốt, đạo sư cũng rất xem trọng con tùy tiện cho một viên thuốc cũng có trị giá đến mấy triệu rồi ngược lại ở nhà thiếu tiền thì cứ nói với con còn nữa mẹ canh chừng con bé phương viên kia nha con bé này bây giờ trong mắt chỉ có tiền thôi mẹ đừng để nó làm loạn con à mẹ nghe nói người ta luyện võ cần rất nhiều tiền trong nhà không có tiền cho con thì thôi con còn gửi tiền ngược về cho nhà ba mẹ làm gì cần dùng nhiều tiền như vậy lý ngọc anh lo lắng thấy lý ngọc anh lo lắng phương bình an ủi lo trước khỏi họa mà mẹ cứ giữ mà dùng là được con bây giờ tốt xấu gì cũng là võ giả mẹ với ba tuyệt đối đừng tiết kiệm mẹ cũng biết võ giả dù sao cũng là nhân vật lớn nếu ba mẹ tiết kiệm ăn uống người khác sẽ nghĩ con thế nào mua quần áo tốt một chút có thể học lái gì đó đừng để ba chạy chiếc xe điện kia nữa mẹ đợi có giấy phép lái xe rồi thì mua một chiếc xe mà chạy. Phương Bình nói một hồi, Lý Ngọc Anh nghe cậu nói như vậy, đúng là hơi do dự rồi. Con trai nói cũng đúng, võ giả là nhân vật lớn, bọn họ tiết kiệm một chút cũng không sao, nhưng nếu tăng tiện quá, truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến con trai mất mặt sao. Bên này đang nói chuyện, Phương Viên lại lần nữa giành lấy điện thoại, lớn tiếng nói, Phương Bình, anh thật sự kiếm được bộn tiền hả? Em nghĩ sao hả? đừng so với anh mấy trò kiếm tiền lừa bịp của em tốt nhất là nên dừng lại khi còn kịp đi số lẻ trong tay anh đây cũng chẳng phải là con số mà tiểu kim khố của em có thể so sánh được đâu phương viên chu mỏ lào bào có tiền ghê gớm quá ha em cũng có tiền em còn nhỏ chờ khi em lớn rồi nhất định sẽ lợi hại hơn anh nhiều vân 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 em lợi hại nhớ mua nhiều đồ ăn ngon vào đừng gầy đi đó sao cứ thấy anh chẳng giống như đang quan tâm em gì cả phương viên nói ông anh nhà mình mỗi lần gọi điện thoại đều chỉ mỗi câu này ăn nhiều vào đừng gầy đi con bé này không hiểu lòng tốt của người khác gì cả anh đương nhiên là quan tâm em rồi hai anh em nói chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại tâm tình phương bình cũng đột nhiên tốt hẳn lên một tháng vừa rồi vẫn bôn ba bên ngoài vẫn lo giết người bắt người tâm tình lúc vui lúc buồn hơi khó chịu bây giờ đúng là đỡ hơn nhiều rồi. Đến khi xử lý xong những điều này, Phương Bình lại liếc mắt nhìn số liệu trong hệ thống, tài phú, 1518000 khí huyết, 299 calo, 308 calo, tinh thần, 256 h 269 h tôi cốt, 55 đốt, 90%, một đốt, 45%, 150 đốt, 30%. Còn 7 đốt xương nữa mới hoàn thành tôi cốt chi dưới, cần 4 triệu 50 ngàn điểm tài phú. Chỉ sợ thân thể không chịu nổi, nếu như vậy thật, phải mua thêm một ít cường thân dịch mới được, trực tiếp dùng tiền mua. Phương Bình tính toán một chút, nếu như thân thể có thể chịu đựng vậy trước hết tăng lên đến đỉnh cấp 1. Nếu không được, vậy thì mua thêm cường thân dịch, tăng tiến độ cường hóa thân thể. Không do dự, Phương Bình trực tiếp lựa chọn tăng nhanh tôi cốt. Rất nhanh, xương cốt lại lần nữa tê dại qua hơn nửa tiếng. hự, Phương Bình cảm giác thân thể có hơi đau đớn, cảm giác tê dại cũng biến mất không còn tâm hơi. Lúc này, số lượng tôi cốt cũng xuất hiện thay đổi sau, tài phú, 1293000 khí huyết, 297 calo, 312 calo, tinh thần, 250 hét, 269 hét, tôi cốt, 59 đốt, 90%, 147 đốt, 30% thân thể đến cực hạn rồi, mua thêm cường thân dịch hoặc thuốc nào đó có tác dụng cường hóa thân thể và kinh mạch mới được. Còn cần rèn luyện thêm ba đốt xương nữa là Phương Bình sẽ hoàn thành tôi cốt chi dưới rồi. Mà lúc này, vừa cách thời gian nhập học 3 tháng. Quả nhiên, cam lòng dùng tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Phương Bình lại lần nữa tính toán, mua cường thân dịch để cường hóa thân thể, binh khí đã mua rồi, vậy kế tiếp nên tu luyện một số chiến pháp liên quan đến đao và côn rồi. Phượng chủy đao có thể tách ra, có thể dùng như côn bổng, cũng có thể dùng như đao. Công phu quyền cước cũng nên tu luyện thêm chiến pháp mạnh mẽ một chút rồi. Hiện tại, hiệu quả của cơ sở chiến pháp có hạn chế. Ngày hôm sau, bắt đầu bước vào tháng 12. Một lần nữa bước vào lớp đại cương, Phương Bình có chút cảm giác như trong mộng chưa tỉnh. Tháng trước bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, không tham gia các lớp văn hóa đại cương, nhà trường cũng không có ý định dạy bù cho bọn họ, bọn họ phải tự học bù để đuổi kịp chương trình học của lớp đại cương. Mấy người Phương Bình vừa vào lớp, ánh mắt những học sinh khác nhìn bọn họ có chút phức tạp. Bởi vì mọi người đều đã biết chuyện Lục Không Cường của lớp huấn luyện đặc biệt tử vong trong khi làm nhiệm vụ rồi một số người không thể vào lớp huấn luyện đặc biệt không biết nên vui vì đã không tham gia hay nên buồn vì khoảng cách ngày càng bị kéo xa trên thực tế xu thế này rất rõ ràng rồi bây giờ học viên lớp huấn luyện đặc biệt hầu như đã hoàn thành tôi cốt một chi cho dù có người vẫn chưa tới nhưng rất nhanh cũng sẽ không thành vấn đề rồi còn những sinh viên lớp khác có không ít người vẫn chưa là võ giả cho dù trở thành võ giả thì số lượng xương cốt tôi luyện được cũng chỉ mới ở hàng đơn vị chênh lệch của bọn họ và lớp huấn luyện đặc biệt cũng không phải chỉ là vấn đề số lượng đốt xương tôi luyện được mà còn là sự thuần thục nhuần nhuyễn chiến pháp kinh nghiệm thực chiến kinh nghiệm thấy máu dù cho hiện tại mọi người có cùng số lượng đốt xương tôi luyện được có cùng mức khí huyết thì sinh viên lớp huấn luyện đặc biệt cũng có thể thắng chắc phương bình mới vừa ngồi xuống đã nghe bên cạnh có người nói có vẻ như muốn cải cách thật rồi chứ không lẽ giả à, thật là sẽ cải cách đấy, hiện tại đang trưng cầu ý kiến các ban ngành, có thể sẽ áp dụng cho năm 2009 đấy. Chắc không ảnh hưởng đến chúng ta chứ. Cho dù là cải cách lại phương thức định cấp, nhưng chúng ta cấp mấy thì vẫn là cấp mấy chứ, nhưng võ giả khí huyết thì phiền phức rồi. Ngoại trừ cái này, còn có cái khác nữa cơ. Có người vô cùng thần bí nói, tôi nghe nói, Chính phủ có ý muốn công khai lực lượng võ giả. Sau này, chính quyền các nơi sẽ tổ chức một vài loại hình thi đấu như khiêu chiến, tranh tài trên toàn quốc. Trước đó, võ giả có giao thủ cũng sẽ bị giấu hoàn toàn, trên mạng cũng rất hiếm khi truyền ra tiết mục này. Nhưng tôi nghe nói, sau này, một vài trận đấu sẽ được phát trực tiếp, không phải dạng livestream trên internet mà là trực tiếp thông qua đài truyền hình. Thậm chí, thậm chí có người còn kiến nghị cũng nên truyền lôi đài sinh tử, để người bình thường có thể thấy máu. Không thể nào. Có người thấy không thích hợp, không đồng ý nói, như vậy không thích hợp đâu, giống như người nhà chúng ta nè, có không ít người đều là người dân quê chân chất, nhìn thấy những tin như vậy, trong nhà khẳng định sẽ lo lắng cho chúng ta, thậm chí cũng không dám cho con cái tập võ nữa. Vẫn còn đang thảo luận mà, nhưng tôi thấy không sao cả, nên tập võ vẫn phải tập võ mọi người nghị luận sôi nổi, sắc mặt mấy người Phương Bình mặc dù vẫn tự nhiên như thường, nhưng đương nhiên trong lòng đã có chút lăng tăng rồi. Chính phủ bắt đầu hành động rồi. Đây là dấu hiệu thế cuộc chuyển biến ngày một xấu đi sao? Hay là thuận theo trào lưu, chuẩn bị cho người bình thường nắm bắt chút tin tức gió tanh mưa máu của thế giới võ giả? Mạng Internet ngày càng phát triển, có vài tin tức cũng được truyền bá rất nhanh. So với việc để mấy giáo phái kia sàng bậy, có lẽ chính phủ cũng muốn dần dần vạch trần thế giới này. Đương nhiên, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Từ từ cho người bình thường tiếp thu tất cả những thứ này để bọn họ hiểu rõ, võ giả cũng không nhàn nhã, không thoải mái như trong tưởng tượng của bọn họ. Võ giả cũng sẽ chết, cũng sẽ tranh đấu, cũng sẽ vào sinh ra tử để ngày một tiến bộ. Mà chuyện xuất hiện các loại hình thi đấu để trực tiếp thông qua truyền hình, để võ giả nổi danh, để mọi người đều biết đến cường giả cũng là vì kích thích sự mong ngóng của người bình thường phương bình không biết thay đổi như thế là tốt hay xấu cũng không biết như vậy rốt cuộc có hiệu quả hay không nhưng chung quy vẫn có chỗ tốt có thể giúp một số võ giả trút bất tâm tình u oán rất nhiều võ giả chết đi không ai biết thực ra chết vì nhân loại cũng không cần phải khoe khoang làm gì nhưng bọn họ chết trong im lặng chết một cách không biết là có đáng giá hay không để cho người bình thường biết nhiều một chút, để bọn họ tưởng nhớ đến võ giả, dù có thể chỉ là một giây một khắc nhỏ bé tưởng nhớ đến bọn họ, cũng tốt hơn là để họ chết trong im lặng không ai biết. Còn có, tổ chức thi đấu, một vài võ giả khí huyết có thể cũng sẽ chuyển dần thành võ giả thực chiến. Võ giả khí huyết thua kém võ giả thực chiến ở việc tu luyện chiến pháp. Nếu bọn họ muốn thay đổi vậy thì thực ra vẫn rất dễ dàng. Cứ như vậy Võ giả sơ cấp cũng có cơ hội nổi danh rồi. Trong lớp, có người nói một câu như vậy, lời này khiến không ít người động lòng. Trước đây, những võ giả nổi tiếng đều là cường giả cấp tông sư. Võ giả dưới cấp 3 được mấy ai biết đến? Nhưng với các loại hình thi đấu công khai thế này, khẳng định là nhắm vào việc võ giả dưới cấp 3 giao lưu thi đấu, đây cũng là cơ hội cho võ giả dưới cấp 3 nổi tiếng. Các cậu nói sau này có khi nào có thêm một bản xếp hạng võ giả dưới cấp 3 uy tín như bản xếp hạng tông sư hay không? Rất có thể. Bây giờ, bản xếp hạng võ giả sơ cấp, bởi vì có võ giả xuất thân từ quân đội và các tầng lớp cao tầng nội bộ khác, nên bản xếp hạng cũng chỉ do nội bộ tự biên soạn, vẫn chưa công khai với bên ngoài. Nhưng sau này, có lẽ sẽ xuất hiện bản xếp hạng võ giả dưới cấp 3 chính quy công khai. Tâm tư phương bình bay xa, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì. Buổi học ban ngày trải qua trong tiếng nghị luận xì xào của mọi người. Buổi tối, tại phòng thực huấn. Phương Bình vừa tới, triệu lỗi liền lên tiếng nói, Phương Bình, kỳ hạn thay phiên lớp trưởng hình như đến rồi phải không? Cậu ta không nói, Phương Bình cũng không nhớ đến. Nói tới cái này, Phương Bình liền câu mày nói, đúng là xém chút nữa quên mất, 20 điểm thưởng của tháng trước nhà trường còn chưa phát cho tôi, có phải do cậu làm hay không? Hừ. Triệu lỗi nhẹ hừ một tiếng, câu này hiển nhiên chẳng đáng trả lời. Tôi ra tay. Tôi làm cái rắm ấy. Ở ma võ, sinh viên làm gì có quyền được gian lận, Phương Bình đúng là đánh giá cao cậu thật. Là tôi làm. Lúc này, đường phong cất bước đi vào, thuận miệng nói, điểm thưởng của nhà trường cũng không phải tùy tiện phân phát như vậy. Tháng trước các em đều đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, hai nhiệm kỳ trước cũng không ai khiêu chiến, cho nên tạm thời không phát điểm thưởng. Nếu bây giờ mọi người đã nhắc tới rồi, vậy thì điểm thưởng cho lớp trưởng nhiệm kỳ lần này và 20 điểm của hai nhiệm kỳ trước sẽ được phân phát một lượt. Phương Bình chớp mắt nghe hiểu ý, vội vàng nói, "Thưa thầy, ý của thầy là?" "Chính là ý đó, lần này ai làm lớp trưởng sẽ nhận điểm thưởng cho lần này và cả 20 điểm trước đó." nói cách khác, lần này ai làm lớp trưởng, người đó liền có thể lấy 30 điểm thưởng. Mọi người đều từng làm nhiệm vụ, cũng hiểu rõ 30 điểm thưởng có ý nghĩa thế nào. Nhiệm vụ võ giả cấp 2 sơ kỳ, khen thưởng 10, 15 điểm. Nhiệm vụ võ giả cấp 2 trung kỳ, 15, 20 điểm. Nhiệm vụ võ giả cấp 2 cao kỳ, 20, 25 điểm. Nhiệm vụ võ giả đỉnh cấp 2, 25, 30 điểm. Đương nhiên, đây cũng không phải cố định, có lúc điểm thưởng sẽ cao hơn một chút, có lúc sẽ thấp một chút. Có lúc sẽ khen thưởng tiền mặt, lúc sẽ gửi điểm thưởng. Nhưng đa số đều nằm trong mức độ này. 30 điểm thưởng cũng có nghĩa là hoàn thành hai nhiệm vụ võ giả cấp 2 sơ kỳ, mà đi làm nhiệm vụ ở ngoài, vào sinh ra tử, điểm thưởng còn phải chia đều cho nhiều người. Trong lớp, chỉ cần đánh thắng Phương Bình, vậy là có ngay 30 điểm lời đường phong vừa dứt, ánh mắt không ít người liền thay đổi, tâm tình rụt rịch. Triệu lỗi cũng không ngoại lệ, ánh mắt cậu ta sáng quắc nhìn chầm chầm vào Phương Bình. Phó Sương Đỉnh cũng có chút động lòng, nhỏ giọng nói, Phương Bình, 30 điểm thưởng, coi bộ lần này hơi rắc rối rồi nha. Với quan hệ của hai đứa mình, để triệu lỗi giành mất, chi bằng để lại cho tớ đi. Như vậy đi, lát nữa triệu lỗi kêu chiến cậu, cậu đánh cậu ta thua, sau đó chịu thua tớ, tớ chia cho cậu 10 điểm, được không? Phương Bình liếc cậu ta một cái, tức giận nói, ê cậu nghĩ tớ bị úng não hả? Tự tớ có thể lấy điểm thưởng, mắc gì phải nhường cậu? Phương Bình, hảo hán đánh không lại số đông đâu, lát nữa e là ai cũng muốn khiêu chiến cậu, cậu nghĩ đi, muốn khôi phục khí huyết cần không ít thuốc. Phương Bình không thèm để ý hắn, đường phong lại là mở miệng nói, có ai muốn khiêu chiến vị trí lớp trưởng không? đạo sư em muốn thử triệu lỗi là người đầu tiên lên tiếng bộ dáng rất nóng lòng muốn thử đạo sư em cũng báo danh thầy ơi em cũng báo danh liên tiếp có bốn năm học sinh báo danh phó xương đỉnh cũng không ngoại lệ đường phong thuận miệng nói phương bình em làm lớp trưởng nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến đương nhiên sẽ có thời gian nghỉ ngơi hơn nữa làm lớp trưởng em có quyền lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến của ai trước không cần phải tính đến chuyện công bằng người cuối cùng được chọn xem như đó là vận may của người đó quy tắc rất tùy ý kiểu đánh luân phiên thế này đương nhiên là người cuối cùng đối chiến sẽ có lợi mà người lên sàn cuối cùng cũng chỉ kém người lên trước một trận thắng cho nên cái này cần may mắn cũng phải xem trận chiến của người lên trước như thế nào lúc này khả năng quan sát có tác dụng nhất định Phương Bình nhìn mấy người đối diện, đầu tiên là nhìn lướt qua Phó Sương Đỉnh, Phó Sương Đỉnh vội vàng tươi cười rạng rỡ, ra vẻ này, tớ là người của phe cậu đấy, để Phương Bình tạm thời từ bỏ ý đánh cậu ta một trận. Lại đảo qua Dương Tiểu Mạn, tầm mắt Dương Tiểu Mạn lập tức lia qua Triệu Lỗi, ý nói đó mới là kình địch của cậu. Nhưng Phương Bình lại chỉ nhìn cô chầm chầm, không động đậy, Dương Tiểu Mạn không chịu được nữa, trừng mắt nhìn Phương Bình, thầm nói: ngay ván đầu đã chọn đánh nữ sinh cậu không thấy xấu hổ sao hả phương bình còn chưa mở miệng triệu lỗi đã trầm giọng nói phương bình tôi lên trước cậu chắc chứ làm lớp trưởng hay không không quan trọng tôi muốn tìm cậu báo thù triệu lỗi không để ý người cuối cùng tham chiến có thể chiếm được vị trí lớp trưởng cậu chỉ muốn tìm phương bình báo thù thù chuyện lần trước bị đánh thành đầu heo cậu muốn giành quyền ăn đòn vậy tôi cũng không ngại phương bình nở nụ cười nhìn đường phong hỏi thầy ơi có thể dùng binh khí không có thể đường phong thẳng thắn trả lời có học sinh tu luyện chiến pháp liên quan đến binh khí không cho dùng binh khí làm sao có thể phát huy thực mạnh nhất hơn nữa có ông ở đây bây giờ cũng không cần phải chấp hành nhiệm vụ không đến nỗi khiến người khác mất mạng vậy chờ một chút phương bình cũng không nhiều lời tất bước đi về phía phòng thay đồ triệu lỗi hơi do dự một chút cũng đi tới một bên cầm lấy binh khí của mình trong lớp võ giả đa số dùng côn và đao nhiều nhất vũ khí của triệu lỗi chính là một thanh côn hợp kim đường phong đạo sư của cậu không am hiểu binh khí dùng côn tốt hơn một chút không lâu sau phương bình bước ra chờ đến khi thấy cậu cầm theo một thanh trường đao sắc mặt mọi người đều hơi khác thường trong đám người triệu tuyết mai cũng kinh ngạc nhìn phương bình chuyện gì vậy không phải cậu ta dùng dao bầu sao? Làm sao biến thành đại quan đao rồi? Đao này chắc không nhẹ chứ. Phương Bình có thể sử dụng sao? Xem ra đúng là khí thế, quan trọng là hữu dụng mới được. Không ít người khẽ bàn luận, ánh mắt triệu lỗi cũng bị hấp dẫn bởi phượng chủy đao, nhìn một hồi mới nói, binh khí không phải càng dài càng lớn thì càng tốt đâu. Phượng chủy đao dài 1,8 m tuyệt đối không được xem là binh khí ngắn. Binh khí dài không có nghĩa uy lực sẽ lớn, một khi đánh cận chiến, binh khí dài sẽ rất khó phát huy tác dụng. Đặc biệt là loại quang đao này, khó sử dụng hơn côn bổng nhiều. Phương Bình cười nói, thử một chút thì biết, đúng rồi, hôm nay sẽ không khóc chứ. Hừ. Tuyệt đối đừng khóc nha, chứ lần nào cũng đánh cho cậu khóc, lần sau tôi ngại động thủ lắm. Ngon thì thử xem. Tôi nhớ hình như lần trước cậu cũng tự tin như thế ít nói nhảm triệu lỗi hơi mất kiên nhẫn rồi cậu vừa dứt lời phương bình chật động rút ngắn khoảng cách lại một chút trường đao xé gió chém đến sắc mặt triệu lỗi cũng không biến đổi giơ côn lên chặn bước chân chuyển động muốn đến gần phương bình với số lượng xương đã tôi luyện của cậu tiếp cận đánh cận chiến với phương bình thích hợp hơn kết quả bước chân vừa mới chuyển động triệu lỗi bỗng nhiên phải lui lại một bước hai tay cầm côn tê rần mạnh quá. Gương mặt triệu lỗi đanh lại, lực bộc phát của Phương Bình mạnh hơn so với dự liệu của cậu. Mới vừa nghĩ như thế, Phương Bình lại chém đao tới. Ken. Đao côn va chạm nảy lửa, phát ra tiếng ma sát chói tai. Triệu lỗi lại lần nữa lùi về sau một bước, sắc mặt hơi khó coi. Cậu lùi lại, Phương Bình đương nhiên tiến lên. Ken. Lại chém thêm một nhát nữa, gan bàn tay của triệu lỗi mất luôn cảm giác, đã hơi không cầm được thiết côn rồi. Ken ken ken. Phương Bình cũng không đến gần, cũng không rời xa, vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa phải với triệu lỗi. Chém liên tục hơn 10 đao, gan bàn tay của triệu lỗi đã nứt toát, từng dọc từng dọc máu chảy xuôi từ gan bàn tay dọc theo thiết côn. Trong đám sinh viên ngồi xem, sắc mặt dương tiểu mạng khẽ biến, nói, sức mạnh chi trên của Phương Bình thật mạnh. Trọng lượng binh khí cũng không nhẹ. Phó Xương Đỉnh ngắt lời nói, đây không phải điểm then chốt, then chốt là lực bộc phát khí huyết của cậu ấy mạnh hơn triệu lỗi. Làm sao như vậy được? Dương Tiểu Mạn hơi chấn động nói, triệu lỗi đã tôi luyện 55 đốt xương, khí huyết ít nhất 270 mươi lo trở lên. Phương Bình mạnh hơn cậu ta nhiều lắm, không phải một chút thôi đâu. Sắc mặt Phó Xương Đỉnh cũng nghiêm túc, từ sau khi lớp huấn luyện đặc biệt nhập học lại, bọn họ cũng chưa từng thấy Phương Bình ra tay nhiệm kỳ lần hai đổi lớp trưởng cũng không ai kiêu chiến. Lần tiếp theo nữa, chính là tháng vừa rồi, mọi người đều đi làm nhiệm vụ, cũng không ai tiếp xúc. Mãi cho đến hiện tại, mọi người mới phát hiện khí huyết phương bình đã cao đến mức kinh người. Ít nhất 280 can. Không, 280 ca lo khí huyết không thể tạo thành sức áp chế như vậy, ít nhất cũng phải 300 ca lo. Đây chính là võ giả ba lần tôi cốt sao. Phó xương đỉnh lầm bầm một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, ngưng thần nói, khí huyết cao như vậy, số lượng xương tôi luyện tuyệt đối không ít, ít nhất là 50 đốt xương, nếu không, dù cho ba lần tôi cốt cũng không thể cao như vậy được, thậm chí còn nhiều hơn. Ở cảnh giới cấp 1, mỗi lần tôi luyện xong một đốt xương, hạn mức khí huyết tối đa đều sẽ tăng lên. Nếu như số lượng xương đã tôi luyện không nhiều, dù cho đã ba lần tôi cốt, khí huyết cũng sẽ không cao như vậy. 300 calo. Sắc mặt Dương Tiểu Mạn hơi trắng bệch, võ giả cấp 1 đều hơn thua ở số lượng xương tôi luyện, cường độ khí huyết cao thấp, chứ tiến độ chiến pháp của mọi người lại không khác nhau mấy. Cũng không ai tu luyện chiến pháp gì có uy lực lớn. Nhưng khí huyết của Phương Bình mạnh như vậy, đối với bọn họ mà nói, hầu như chính là ưu thế áp chế. Trong lúc mọi người đang nghị luận, Phương Bình đột nhiên quát lớn một tiếng, trường đao hóa thành một vệt sáng xé gió lao đi ma sát với không khí tạo thành tiếng nổ lách tách ken lần này tiếng vũ khí hợp kim va chạm đặc biệt to lớn sắc mặt triệu lỗi ửng hồng cũng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng bước chân không kìm được mà phải lùi lại vết máu trên gan bàn tay ngày càng rõ ràng rồi còn không chịu thua sao nhất định phải bắt tôi đánh cậu khóc à phương bình quát lên một tiếng trường đao lại lần nữa chém xuống ken lần này nhận một đao chém xuống của phương bình triệu lỗi cuối cùng cũng không cầm được thiết côn thiết côn trượt khỏi tay rơi xuống đất kêu len keng hai tay triệu lỗi đã mất cảm giác từ lâu nhưng vẫn không cam tâm thua như thế bước chân di chuyển nhanh chóng muốn tiếp cận phương bình nhưng phương bình hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội này trường đao gào thét lại chém xuống chặn đường tiến lên của cậu đồng tử triệu lỗi thu nhỏ lại vội vã lùi về sau cậu ta vừa mới lùi phương bình đổi chiêu từ chém thành đập mặt đao đột nhiên đập vào ngực triệu lỗi phục tốc độ của triệu lỗi không nhanh bằng phương bình không thể tránh né ngực ăn một đòn nghiêm trọng trong miệng lập tức phun ra một nguồn máu lúc này phương bình trực tiếp buông bỏ thanh đao tiện tay ném trường đao về phía đám dương tiểu mạng đám người dương tiểu mạng vội vàng tránh né phó xương đỉnh giơ tay đón lấy vừa bắt được vũ khí đầu tiên là tay cậu trùng xuống, sau đó, nhìn thấy ánh kim loại trên thân đao, không nhịn được mà mắng, thằng chó lắm tiền. Đậu xanh, là hợp kim cấp dê. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong lớp lập tức hướng ánh nhìn về phía phượng chủy đao. Khả năng quan sát của mọi người cũng không quá kém, mới vừa rồi cường độ đánh chém của Phương Bình rất lớn, đao này tuyệt đối không nhẹ, chắc chắn cũng phải tầm 30 cân. Nếu là hợp kim cấp dê, đây chẳng phải có nghĩa là vũ khí này có giá 300 điểm thưởng hay sao phó xương đỉnh mắng một tiếng thằng chó lắm tiền thật sự cũng không oan cho phương bình trong lúc bọn họ còn đang chăm chú nhìn trường đao bên kia phương bình đã đè đánh triệu lỗi ánh mắt mọi người vừa mới chuyển dời qua lập tức nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc ầm triệu lỗi hai tay còn đang mất cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm rơi xuống mũi mình triệu lỗi muốn rách mí mắt vội vàng ngửa đầu ra sau nhưng căn bản là không có cách nào tránh né một đấm của phương bình ầm tiếng động lanh lảnh truyền đến lỗ mũi triệu lỗi lập tức chảy máu ồ ạt con mắt đỏ rực nước mắt trong suốt chảy xuống đã bảo đừng khóc thế mà vẫn khóc khóc cái đầu cậu mà khóc còn dám mắng người không một cú đấm vừa rồi của phương bình vừa ra cú đấm thứ hai chớp mắt rơi xuống trúng vào mắt trái của triệu lỗi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được mắt trái bị đánh dần xanh tím lên còn mắng người không ầm uhm. đã bảo đừng khóc thế mà vẫn khóc thảm như vậy ầm uhm. cậu thật sự cho rằng đầu heo đẹp hững. vậy tôi giúp cậu sau hơn 10 cú đấm mặt triệu lỗi cũng không khác gì lần trước nhưng cậu ta vẫn không chịu thua phương bình cũng hơi căm tức cắn răng nói vậy cũng đừng trách tôi đánh hạ âm cậu tôi chịu thua. Triệu lỗi lần này không do dự, vội vàng rống lên một tiếng. Đờ mờ. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không phí lời, nhìn về phía Dương Tiểu Mạng nói, người kế tiếp, Dương Tiểu Mạng. Sắc mặt Dương Tiểu Mạng biến đổi liên tục, cắn răng nghiến lợi nói, cậu không nghỉ ngơi. Không cần. Tôi. Dương Tiểu Mạng nhìn triệu lỗi, con mắt của cậu ta lúc này sưng đến mức không nhìn thấy gì, còn đang lò mò trở lại chỗ ngồi. Tuy rằng triệu lỗi rất muốn thể hiện một bộ dáng dù thua cũng không khuất phục, nhưng đối nghịch với dáng đứng hiên ngang kia, nhìn kiểu gì cũng buồn cười. Dương Tiểu Mạng thở ra một hơi, dò hỏi, cậu tôi luyện được bao nhiêu đốt xương rồi? Có liên quan gì? Tôi hỏi một chút không được sao? Mọi người đều cùng một nhóm, cũng không phải bí mật gì lớn. Phương Bình liếc mắt nhìn cô, lại nhìn đường phong đang đứng cạnh, lúc này mới lên tiếng nói, 59 đốt làm sao có khả năng. Không chỉ mình Dương Tiểu Mạng thốt lên lời này, sắc mặt những người khác cũng một vẻ khó mà tin được, nhìn chầm chầm Phương Bình. Sau khi nhập học Phương Bình mới trở thành võ giả, hiện tại mới có 3 tháng mà thôi. 3 tháng mà đã tôi luyện được 59 đốt xương, trung bình một ngày rưỡi có thể tôi luyện được một đốt xương, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Phương Bình mặc kệ, cũng không có cảm giác mình sẽ bị người khác mổ xẻ. Thế giới này, không thiếu thiên tài. Quả nhiên, Đường Phong cũng không có quá nhiều bất ngờ. Thấy mọi người ngạc nhiên, ông lạnh nhạt nói. Có người trời sinh thích hợp tôi luyện xương cốt, có đủ thuốc thang. Tốc độ tôi cốt nhanh một chút cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tốc độ tôi cốt nhanh cũng không có nghĩa là chiến lực mạnh. Còn phải xem nỗ lực sau này. Dương Tiểu Mạng, đến lượt em rồi. Em? Em chịu thua? Dương Tiểu Mạng không cam tâm trả lời xấu hổ vô cùng cả hai lần đều trực tiếp chịu thua cô cũng cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác nhưng mà phương bình rất quá đáng cả hai lần đều đánh triệu lỗi thị uy đánh thành đầu heo tím tái kia làm sao dám ra ngoài gặp người nếu không cho dù thua cô cũng sẽ đấu cũng không phải không chấp nhận được chuyện thua cuộc nhưng mà bị đánh thành đầu heo thì cô tuyệt đối không thể nào chấp nhận được đường phong nhìn về phía phó xương đỉnh Phương Bình cũng rất thổn thức nhìn Phó Sương Đỉnh. Phó Sương Đỉnh đơ mặt, cười khang nói, không đánh mặt được không? Cậu cảm thấy thế nào? Vậy tớ chịu thua. Phó Sương Đỉnh cũng thẳng thắng, 30 điểm thưởng rất tốt, nhưng cậu không muốn biến thành đầu heo. Khí huyết Phương Bình hiện tại là bao nhiêu hiện nay không đoán được, nhưng nhìn dáng vẻ định thần nhàn nhã của cậu ta, có vẻ như vừa rồi cũng không tiêu hao nhiều. Các cậu thì sao? nhất định phải đánh mặt. Không biết, tôi cũng đâu phải cố ý đánh mặt. Hai chữ cố ý này nghe vô cùng chói tai. Mọi người yên lặng, một lát sau, mấy người cũng thay nhau nói, chịu thua. Phương Bình đã ba lần tôi cốt, khí huyết e là lên đến 300 calo, đã rèn luyện 59 đốt xương, có vũ khí hợp kim cấp dê, lại thích đánh vào mặt. Tổng hợp những điều kiện này lại, những người khác không cảm thấy kết cục của mình có thể tốt